cả nhà nha. Hiện tại mình đang ở vuông nha cả nhà. Anh em mình đang cải tạo ao nuôi tôm. Anh ba với bà xã mình với có đứa em nó phụ nữa nha cả nhà. Để mình quay cho cả nhà mình xem cách cải tạo ao nuôi tôm công nghiệp nha cả nhà. Ao tôm này mình mới vừa thu hoạch. Nay khoảng hơn tuần. Nay mình bơm cạn xịt rửa lại đang chuẩn bị xuống vụ mới nha cả nhà. Anh ba với bà xã mình với đứa em đang xịt ở ngoài kia. Đây dàn quạt. Quạt để mình tạo oxy cho chúng tên nữa nha. Mỗi một dàn quạt đó mình có nền máy như thế này. Xịt cái lớp mặt nha. Mỗi vụ tôm là nó dơ mình phải xịt cái lớp mặt rồi mình rửa cho nó sạch. Đây là đường ống. Đường ống vẫn tạo oxy đáy nha. Đường này tạo oxy đáy cho tôm. Đây khu này anh ba xịt rồi nè. Khu này anh ba xịt rồi. Cải tạo lần chuẩn bị thả ao mới nha cả nhà. Ao này của mình diện tích là 2.500 m2. Ao này mình đặt 4 dàn quạt nha cả nhà. 4 dàn quạt, 4 gốc. Có đứa em nó phụ nữa. Mình bơm chỗ nước mình xịt rửa vậy nha. Không dơ nhiều phải không? Cái tàu ao nên không có đi rừng được. Cái rửa xong ao của mình phải rửa luôn cái ao của anh ba rồi anh em mình mới có thời gian đi rừng. Giờ đang lu bu đang cái tàu làm vụ mới nha nha. Ao của mình là ao đất. Còn đây là ao của anh ba Cường nè. Ao này ao của anh Bạc Cường, ao bạc nha. Ao này anh Bạc Cường mới vừa thu xong. Rửa xong ao mình là sẽ qua rửa ao của anh ba luôn. Ao anh ba ao cái bạc nha. Thôi mình chỉ chia sẻ với cả nhà cách cải tạo ao nuôi tôm công nghiệp, làm video ngắn vậy thôi nha cả nhà. Mình chào cả nhà, hẹn cả nhà lại video sau nha.